Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái máy cắt cỏ phiên bản 2 nha. Phiên bản 2 này là mình làm cái máy cắt cỏ dạng đẩy. Giống như trong mấy công viên mà người ta yêu cầu tỉa cỏ lấy cái tỉa cỏ thảm lấy mặt bằng đó. Thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị tiếp tục với motor 775 và ống PVC. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị thêm một cái trục 5mm nha. Cái này cái lữ của máy cắt cỏ trước mình sẽ tận dụng qua đây luôn. Hai cái T 42, ống 42, cái này mình đã cắt sẵn ra luôn rồi để tận tiết kiệm thời gian. Một cái T 49, một cái co 42 và năm cái bịch ống 42, một cái bịch ống 49 để gắn motor, hai cái bít 90 để ngồi mình làm hai cái bánh xe. Bình ắc quy, thanh trục này là thanh trục 8 ly cộng thêm mấy con tán, giờ mình sẽ cái này nè các bạn, cái bít ống 42 này nè, nó sẽ gắn vừa khít vô cái 49 này luôn, cái đầu nó T 49 này luôn, nên chút mình sẽ đóng vô vậy nè. Mình sẽ đóng con gì để mình nói cái này vô đây. Ủa, mình nói cái co này vô đây. Vậy đó. Rồi mình sẽ gắp vô. Gắn lại. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ lấy dấu mình khoan lỗ mấy cái nào cần khoan. Cái này là bánh xe nè. Cái này để theo mình, cái cách mình tự làm là mình sẽ canh. Mình đưa vô mình lấy dấu ở một góc nè. Cái mình chia đều cái khoảng này ra. Ví dụ như là nó giáp mấy đây là 5 phân 8 ly. Thì bên đây cũng vẫn là 5 phân 8 ly. Thì mình sẽ đặt cái thước vô mình vẽ hai đường. Giờ tiếp theo mình sẽ lấy vuông góc tiếp. Này mình đánh dấu sẵn rồi. Cái này do mình khoan hay bị chịch lỗ quá trời nên giờ mình sẽ lấy cái mỏ hàn xác định tâm trước cái. Giờ mình sẽ gắp nó vô ngay các bạn, nhưng mà cái này mình sẽ không gắn keo, mình sẽ đóng cứng cái thôi để mai mốt mình sẽ tháo đồ ra mình tận dụng làm những cái món khác, chứ mua mỗi lần tốn tiền quá, mỗi mua thì nó tốn thêm nhiều. Giờ cái 42 nè sẽ đóng dính vô luôn.
Cái này nãy mình đã gáp vô sẵn một lần rồi, mình canh cho nó ngay rồi mình làm dấu nè. Dùng cái cola 120 độ của ống bơm 4 để mình xỏ ở đây làm cái tay cầm đẩy luôn.
Rồi mình sẽ lấy thêm cái ống 114 này, mình sẽ ăn lần để mình mở ra, mình làm cái mình bắt vô chỗ này để làm cái đồ che cỏ dân luôn nha các bạn. Nó rung là nó rung mấy cái này các bạn, không phải motor rung nha, nó rung mấy cái bánh xe nè. Ok, giờ mình sẽ đi test. Cỏ này cao quá nên mình chỉ đẩy nhá vô thế thôi chứ không có đẩy liên tục được các bạn ơi. Đẩy liên tục thì mấy cỏ cao nó sẽ quấn vô chứ. Máy này không có thích hợp để cỏ cao rồi. Cỏ dài nó bị quấn vô cái chục quá trời luôn. Giờ tiếp tục mình dứt đám cỏ thầy cao này luôn, thử luôn chơi nó luôn.